Hello, xin chào các bạn. Thì trở lại với cái video này, thì khi mà các bạn đi máy bay, đôi khi các bạn dòm ra ngoài cửa sổ đó, thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp những cái bảng như thế này. Thì chắc chắn là các bạn biết đây là cái bảng chỉ đường cho phi công. Tuy nhiên, để mà hiểu chính xác những cái gì mà nó ghi trên đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Và đặc biệt ở cái video này thì chúng ta sẽ bắt đầu bước xuống máy bay để mà tiến sát hơn đến những cái bảng này để coi nó ghi chính xác những cái gì trên nó. Và sau đó thì tôi cũng làm một cái chuyến taxi từ bãi đổ đi ra đường băng dưới sự hướng dẫn của các cái bảng này. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay có cơ trưởng Tommy. Hôm nay cơ trưởng Tommy sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho chúng ta về những cái bảng chỉ đường. Và tình hình hiện tại là chúng ta đang ở tại cái sân bay Jack Lock Cup ở Hồng Kông. Thì như là các bạn đang thấy đó, ở phía trước mặt của chúng ta đó chính là một cái bảng chỉ đường hướng dẫn cho người phi công người ta taxi. Thì khi mà ở trên máy bay mà dòm xuống thì thấy những cái bảng này nó quá nhỏ, nhưng mà khi mà đến gần nó thì những cái bảng này quả thật là nó rất là bự. Về cái cách đọc cái bảng này thì như thế này, ở cái phần màu đen có cái chữ B đó thì chứng tỏ là bạn, nó nói là bạn đang đi ở trên cái đường taxiway là B. Còn cái chữ W mà có cái mũi tên quẹo trái đó, có nghĩa là nếu như mà các bạn quẹo trái thì các bạn sẽ quẹo qua cái đường taxi là đường W. Còn tiếp theo cái bảng này, khi đi máy bay mà các bạn gặp cái bảng này thì chứng tỏ là các bạn đang chuẩn bị bước vào đường băng và đang chuẩn bị cho cất cánh. Cái chữ A1 có nghĩa là bạn đang ở trên cái đường taxiway là A1. Còn cái 29-11 đó có nghĩa là ở phía trước mặt của các bạn đó chính là cái đường băng. Ở đầu phía bên tay trái là 29, còn đầu ở phía bên tay phải là 11. Thì như là các bạn biết đó, thì ở mỗi một cái sân bay, bất kỳ một cái sân bay nào cũng vậy, nó đều có cái gọi là cái bản đồ, cái sơ đồ hay còn gọi là cái diagram. Và trên màn hình mà các bạn đang xem thì đó là cái sơ đồ ở bên trong cái sân bay Jack Lock Cup ở Hồng Kông. Thì ở cái sân bay Jack Lock Cup thì nó có hai cái đường băng và bên cạnh đó thì nó có rất là nhiều những cái đường taxi. Nếu như dòm gì thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy gói, phải không? Bây giờ tôi sẽ zoom lại một cái góc nhỏ để cho các bạn dễ dòm. Tới đây thì chắc chắn là các bạn sẽ dòm rõ hơn rồi, phải không? Thì cái đường băng là cái đường màu đen đậm đó. Còn những cái đường mà màu lợt hơn nằm xung quanh nó, đó chính là cái đường taxi. Và những cái chữ số nằm ở trên những cái đường taxiway đó, đó chính là cái tên của cái đường taxi. Và để cho các bạn dễ hình dung hơn, dễ dòm hơn và nó không có bị qua mắt, thì bây giờ tôi sẽ xóa bỏ những cái yếu tố, những cái chi tiết kém liên quan. Rồi, thì đến đây là chắc chắn là mọi thứ đều đã rõ ràng rồi, phải không? Thì như là các bạn đang thấy trên màn hình đó, thì cái chiếc máy bay của chúng ta là đang đậu tại cái cổng là N30. Và cũng như các bạn đang thấy là máy bay của chúng ta đang chuẩn bị đẩy lùi. Thì sau khi máy bay của chúng ta được đẩy lùi xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cho taxi.
Thì tình hình là cái chiếc máy bay của chúng ta đã được đẩy lùi xong. Và bây giờ tôi muốn nói trước cho các bạn biết về cái vị trí hiện tại của chúng ta. Thì hồi nãy là trước khi pushback đó, trước khi được đẩy lùi thì cái chiếc máy bay của chúng ta đang ở cái cổng số N30. Thì sau khi được đẩy lùi xong thì cái chiếc máy bay của chúng ta hiện tại là nó đang nằm ở cái vị trí này. Đang nằm ở trên cái đường taxi LB7. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ gọi cho mặt đất để yêu cầu được taxi ra đường băng số 07 phải. TFL737 yêu cầu được taxi ra đường băng số 07 phải. TFL737, anh được phép taxi ra điểm chờ ở đường băng số 07 phải. Thông qua các đường taxi B7, B, V, G và G2. Thì sau khi mà có được cái chỉ thị các cái đường đi đường taxi từ cái chỗ đậu của chúng ta tới cái đường băng thì chúng ta mới dò lên trên cái sơ đồ để mà tìm cái đường đi.